Ngày 1 tháng 10, tại Hà Nội, Đảng ủy khối các cơ quan trung ương phối hợp với Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam đồng tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 trong Đảng bộ khối các cơ quan trung ương. Các tác phẩm dự thi có chất lượng tốt, phong phú, đa dạng ở nhiều lĩnh vực. Một số tác phẩm sau khi gửi tham gia cuộc thi đã được đăng ngay trên báo, tạp chí, phát sóng kịp thời, góp phần lan tỏa rất hiệu quả trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Theo ban tổ chức, năm 2024, cuộc thi đã nhận được 4.924 tác phẩm của 5 thể loại, tạp chí, báo, truyền hình, phát thanh và video clip. Trong đó, 4.809 tác phẩm thể loại tạp chí và thể loại báo, 40 tác phẩm thể loại truyền hình, 28 tác phẩm thể loại phát thanh, 47 tác phẩm thể loại video clip từ 55 trên 61 đảng bộ trực thuộc Đảng ủy khối và đoàn khối các cơ quan trung ương tham dự. Tại cuộc thi năm nay, Đảng bộ Bộ Công Thương đã có hơn 550 tác phẩm gửi dự thi đến từ 56 tổ chức đảng trực thuộc Bộ Công Thương. Các tác phẩm là những bài viết chất lượng được đầu tư công phu tỉ mỉ. Tại cuộc thi này thì rất vinh dự là Đảng bộ Bộ Công Thương có 3 tác phẩm được giải, trong đó có một tác phẩm là được giải nhất, một tác phẩm được giải nhì và một tác phẩm đạt giải khuyến khích, và đến từ các đơn vị là Báo Công Thương, Vụ Thị trường trong nước và các tổ chức đơn vị của các đơn vị trực thuộc của Đảng bộ Bộ Công Thương cũng đã rất xuất sắc, khi mà trong các cái thời gian đó thì các đồng chí đã tập trung nghiên cứu cũng như là thực sự với tình yêu nước và tình cảm sâu sắc với cả Đảng Cộng sản Việt Nam, thì các đồng chí đã nghiên cứu và có những kết tinh tại những cái tác phẩm rất là xuất sắc. Đáng chú ý, tham dự cuộc thi năm nay, Báo Công Thương đã xuất sắc đoạt một giải nhất với tác phẩm Hàng loạt quan chức hầu tòa vì quá biếu, nghĩ về điều 15 đảng viên không được làm, 3 kỳ của tác giả Nguyễn Cường, Đỗ Nga, Trần Tiến, và một giải nhì với tác phẩm Bác Hồ với công tác phòng chống tham nhũng, thể loại video clip của nhóm tác giả công tác tại Trung tâm Đa phương tiện và Nội dung số Công Thương. Theo đánh giá từ ban tổ chức, đây là tuyến bài clip mang tính thời sự, có sự lan tỏa cao. Hưởng ứng cuộc thi này thì Đảng bộ Bộ Công Thương và Đảng ủy Báo Công Thương cũng đã phát động tới toàn thể cán bộ phóng viên để là hưởng ứng cuộc thi này, để làm sao tạo nên một cái xu hướng và một cái trào lưu trong cái việc là giáo dục tư tưởng của Đảng, không chỉ cho cán bộ phóng viên mà cho toàn thể các cán bộ công nhân viên. Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 trong Đảng bộ khối cơ quan trung ương không chỉ hội tụ những cây bút lâu năm của những tờ báo tên tuổi mà còn có sự đóng góp của các sinh viên báo chí. Với tác phẩm Áo xanh lửa hồng thời đại số thì chúng mình muốn truyền tải đến là thanh niên sáng tạo tác phẩm số bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, để truyền cho thế hệ thanh niên Việt Nam hiện nay tình yêu, niềm tin với Đảng và Nhà nước, cũng như là hiểu rõ hơn các kiến thức lý luận chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là đối với sinh viên báo chí truyền thông. Cuộc thi thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị, thu hút được sự tham gia hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ khối các cơ quan trung ương, công tác ở trong nước và ngoài nước. Theo đó, tiếp tục lan tỏa rộng rãi, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, nâng cao chất lượng các tuyến bài viết chính luận trên báo, tạp chí về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, hình thành nguồn bài viết phong phú, có chất lượng phục vụ trực tiếp công tác của các cơ quan trung ương trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch.